Ok, xin chào anh em nhé. Mình nhận được một số câu hỏi của anh em nhắn tin cho mình hỏi rằng em đi thay màn hình ấy, mà màn hình của em thay về thì không được khít như ban đầu nữa, thì không hiểu lý do làm sao. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho những anh em nào mà không hiểu nhé. Khi mà các bạn đã đi thay một cái màn hình khác thì các bạn hiểu rằng nguyên lý của nó, khi mà đã tháo một cái màn hình cũ ra thay một cái hình mới vào thì cái độ dung size của nó sẽ không bao giờ được khít như ban đầu. Các bạn hiểu, các bạn phải hiểu được một điều như thế. Lock chỉ có khít được khoảng tầm đến 95 cho đến 97%, tùy thuộc vào tay nghề của những anh em thợ nào làm khéo, anh em thợ nào làm đẹp mọi người nhé. Còn đối với những cái màn hình nào mà anh em mà muốn được nó khít 100% như ban đầu thì anh em phải thay những cái màn hình mà nó thuộc thể loại là màn hình máy liền khung anh em nhé. Máy liền khung thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chuẩn, độ chính xác, độ khít 100% như nhà máy xuất xưởng. Còn đối với những màn hình rời thì hoàn toàn nó sẽ không được độ khít, độ chuẩn như là 100% như là ban đầu anh em nhé. Thì các bạn yên tâm rằng tất cả anh em thợ mobile trên cả nước đều thay cho anh em với những cái màn hình tốt, màn hình đẹp, chứ không có những màn hình xấu anh em nhé. Bây giờ công nghệ mobile nó rất là nhiều, nó rất là giỏi rồi, nên là cái vấn đề làm kém, kỹ thuật kém mình nghĩ là không có đâu. Nên là anh em cứ yên tâm mà tin tưởng và thay nhé. Ok. Mình chúc anh em thành công.